me like a Hellcat. Hello nha và chào mừng em đã quay trở lại channel của mình. Mình là BillSugi đây và chào mừng em đã quay trở lại cái series mà BillSugi đánh URF ở trên server Việt Nam nào nơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại cái series đó và cùng Vân Tuấn chính là con Amumu này, cái con đầu đen mày liên tục khóc này anh em, và lên một cái build đồ hẳn nhiên rất là mạnh rồi, đó chính là Amumu full app. Tí nữa mình sẽ cho anh em thấy cái độ mạnh và cái sự bá đạo của con Amumu này ở trong chế độ URF này, khi mà nó đã mang các bạn đó chính là thu thập linh hồn anh em. Là tí nữa anh em chỉ cần thấy nó anh em quy phát r phát là chết luôn, không có nhiều nha anh em. Tại em nói thì có mấy thằng tướng khá lỗi như là con Rie Gravic cũng như là Casting anh em, nếu mà anh em chỉ biết chơi bàn nó thì thật sự rất là mạnh luôn, nhất là Casting đó anh em. Còn thằng này bay xuống rồi à, đây được sẽ là ai đây? Ui Gravic, hello man. Ui hóa ra là Nerko anh em. Ôi cái đầu đen mày dễ dàng à, dễ trang nè. Đầu tướng mình không chơi thì đã khó trang người khác anh em, chạy dễ liền. Nếu mà con Nerko thì lúc đó mẹ mình sẽ có thể là xem xét lại là giết nó, khi không mà nó biến Gravis là phần xúc thôi anh em. Đấy, và anh em nếu mà có yêu cầu nào hoặc là build đồ nào gì ở trong URF anh em cho từng con tướng đó, thì anh em đừng quên bình luận ở phía dưới nhé, mình sẽ xem xét từng cái yêu cầu của anh em để mình làm luôn nha. Nếu mà ra đúng tướng của anh em thì mình sẽ cố gắng mình làm build đồ gì của anh em để yêu cầu nhé. Nên anh em hãy cứ bình luận ở phía dưới nha anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu được anh em hãy like và share cũng như được ủng hộ mình nha. Cái động lực lớn nhất để cho mình làm video đó chính là lượt like và lượt đăng ký đó. Và anh em đừng quên nhấn cái chuông ở nút đăng ký, cạnh nút đăng ký để nhận những thông báo mới nhất về kênh mình nha anh em. Ok, team nó chỉ có một đứa đi boss thôi à. Ở thằng thằng Win kìa anh em. Rồi mình đã đánh, ui. Từ Olaf solo thua Win rồi. Có vẻ như Win đang xuống mình đó. Mình tỉnh nào, nói xuống à. Chơi nó nè. Ở đây nè, chơi nó anh em. Ui, ảo lắm nha. Mình quy nó không đu được anh em à. Mình quy đúng lúc mà cái con Win nó e luôn, nên mình chỉ gây sức thương thôi chứ mình không có đu thì nó được. Ảo quá em. Wow, khắc chế hả ta. Kinh á. Món đầu tiên mình lên cho con Amumu này đó chính là cái kiếm súng Hectic nha em, để tăng cái độ bá đạo của con này khi mà one shot đó. Là khi mà em thiếu đam mình chỉ cần bút nhẹ kiếm súng Hectic này thôi là có mạng. Và anh em biết cái gì không? Cái kiếm súng Hectic này nó KS rất là đã luôn anh em, KS tem á, KS mạng các kiểu con là đỉu quá. Ôi phải nói là những trong một những món đồ mà mình thích nhất. Ui, mình tưởng cái casting huống thiệt. Né, hóa ra là con Nerko nó dễ casting trước xong rồi nó W. Ui. Mình mất hồn con chồn luôn anh em. Vãi. Khá là ảo diệu đó. Con Nerko này rất là mạnh anh em, nếu như anh em nào biết chơi cũng như là cách thể nhiều thì không bao giờ tiếp cận được nó luôn. Nó tàn hình với chói là liên tục. Và nếu nó quy chúng anh em, nó e chúng anh em thì nó nổ. Phải nói là như ES băng bơm luôn anh em, không khác gì luôn. Một lần nữa Win lại xuống à. Mày muốn người đây Win, mày muốn người đây, muốn gây sự bó của tao à. Mày muốn người đây. Ok, chạy lẹ mày nè. Còn họ Win này khó chịu đấy nhờ. Cái thằng Linh này nó không đi lên mà nó thích cầm đầu đen mày thú săn mồi. Nó đi rừng rồi anh em, farm 5 con. Thì là tính ra là bạn cứ chạy vòng anh em, găng được thì găng, không găng được thì đi fit. Vãi Win thật. Ê chuối nè. Ơi ui thằng này là thiệt nè. Xin nha, không kịp cứu bạn giái ra anh em, quá tội nghiệp bạn. Mình sẽ tăng mắt quy nha, và trận này mình sẽ làm mắt phép cho anh em xem luôn, ít nhất là cũng phải 1000 phép hoặc là 1200 đến 1300 phép nếu mà trận đấu này kéo dài nha anh em. Thì lên 1000 mấy phép cũng không phải là vấn đề gì quá nhiều. Đấy, chúng ta chờ đợi nó ra sao nào. Ủi Nerko này em yếu. Lên chơi bạn tao à. Xong rồi. Ở đâu rồi? Ở đây là ui. Hóa ra con này là con thật anh em. Ôi, tưởng con kia nó chạy về là con thật chứ. Đừng tóc bí lên đó. Mẹ, đúng là cuộc đời mà anh em. Cái nhiều khi mà mình giết nó mà mình không biết là nó luôn á. Ảo vậy đấy. Ui nó kìa đó nè. Ui, reject. Ui, con Nerko đếm không phải là biến hóa chóng mặt quá. Ui, thằng này đang thiệt. Nhiều khi mình giết nó mình không biết là làm thiệt luôn á, tại vì W nó hồi mất nhanh luôn. Ui, đại ca Win.
đại ca Winner xin nha. Mấy cái màn đó là siêu bá luôn. Cảm ơn bạn Yara, bạn làm hết cái quy dùm ăn mạng rồi. Phải là thơm anh em 6 màn luôn. Thôi rồi, chúng ta về nhà. Ồ, cứu xuống hết test là hoàn thành rồi nha. Cái chiêu R có rồi thì thằng Nico dù nó có tàn hình hay là biến thiên hay là đầu đen mày biến hóa các kiểu là điểu nào vẫn không có chạy được, tại vì một phi một khi R thôi là nó rộng thì nó là vải đái luôn. Vải con Nico là nó cái chiêu skill W đó, nó hồi hình như là nếu mình nhớ không nhầm là cái 2 mấy giây à, là nó biến tàn hình liên tục luôn, không biết khi nào thật khi nào giả luôn, mà muốn giết nó cũng khá là khó vì khi mà tàn hình là mình không có nhìn thấy nó đây mà. Đậu đen mày. Ơi chuối chuối nè, chuối nè. Ui, hello nè, xin nha. Ok, đẩy đâu anh em. Lên được cái R là kiểu như là Nico tên bạn xác định rồi. Mình còn lên mắt phép nữa anh em là bay vô. Dù nó W nhiều đến cỡ nào mà mình bay vào đúng time, mình R một phát, kiếm súng một phát là chết. Không có nhiều. Anh em muốn lên phép mạnh nữa về cuối game á thì những con rồng đầu tiên khi anh em nên ăn càng sớm càng tốt nha, để cho nó xuất hiện nhiều con rồng nữa. Anh em ăn càng nhiều là anh em càng có nhiều boost và anh em càng mạnh thôi, tại vì cái boost rồng là cho anh em sức mạnh vĩnh viễn luôn, hồi máu hồi các kiểu đam đồ, anh em phái trụ đồ ăn sư giả hay là baron đồ rất là dễ luôn. Dưới bót nè, dưới bót nè, chơi mà chơi bê trụ ba chạy đâu. Ok, giết thằng Win dễ hơn nha anh em, giết thằng Win chắc chắn là điều là dễ hơn chắc chắn rồi đó. SD nó level 7 rồi, nó bay nhảy kìa. Mình nghĩ là thôi bỏ. Thằng đó một khi mà nó đã muốn chạy thì không bố con nào nó rượt được anh em. Một khi bố để máu thì được, một khi cháu để máu thì đừng hỏi bố cháu là ai luôn. Rồi tiếp tục đẩy thôi. Thằng nào kìa. Mày nè. Ok. Sao? Ui. Phải đó còn sốc đang được, đang phải đó không mình chưa có rồi không sốc đang được một pha cân hai chân đây. Jira đang chạy tóc biến lên tôi Rije combo chết Jira. Rije mang bạn khá là chắc chơi người chơi, tại mang bạn đó chính là sốc điện mà mày không bao giờ thắng Rije nào mà bạn sốc điện luôn anh em. Gravit, ôi quên Olaf bay vào cân 3 là bốc hơi rồi. Gravit anh em một one shot nào là đây. Ok thấy không, chỉ cần một combo rồi có một mạng liền. Đó rồi là mắc mạnh luôn anh em, chỉ hồi cả 2 mấy giờ đó. Hello. Trời, chạy đâu. Ok. Trời ơi, anh em cân một vài cân ba nhẹ luôn. Easy. Game là dễ. Và anh em lên kiếm súng anh em, được một cái là ôi thằng nào kìa. À Gravis chơi được cho chạy anh em nó cứ đó. Ok. Đầu đen mày. Khi mà mình đã nhận ra thì điều đó nó đã quá trễ rồi. Khi mà mình nhận ra là nó có thể bắn rồi còn cách xa như vậy thì mình đã như là quá trễ rồi. Nó còn bồi thêm cái flash tóc biến lên nó bắn rờ mình thôi, chạy bằng niềm tin à. Ủa nghe nói trên top có chuối này mời Win đang chạy không thành công rồi, dây đang làm ở đây một pha quy hợp từ vị trí BUSG nhưng mà có rời kiếm súng các kiểu luôn. Đừng để con này tiếp cận được nha anh em, đừng để con Amumu này nó tiếp cận được, tại vì khi mà đã tiếp cận được thì anh em chỉ có đường chết thôi hoặc là đợi tem tới cứu thôi. Thật sự là một combo thôi là một mạng anh em, không đùa anh em. Nó còn kiếm xuống tới nó hồi máu đấy chứ, combo khóc lóc và các kiểu là điểu anh em, hồi máu nữa, giống như là ăn vạ mà được tiền đó. Cái này ăn vạ mà được máu anh em, khá là phê. Thằng Win đang lên là sao á, mình đứt ở đâu lòi mấy bạn. Ui hello, bạn này là bạn làm gì đây? Đấy nhẹ nhàng thôi, tình cảm không anh em. Mày nè, ui ảo mày nè. Rồi ok. Ui thằng Ri mẹ nè. Trời ơi thằng Di ra nó một cây nó bắn thì thôi teo chim luôn anh em. Di ra nó một cây nó bắn thôi anh em nghỉ chơi luôn. Cái sinh đình vẫn đang rất là cực là đã bê trụ anh em, liên tục là những pha cắn trụ lén từ tên bàn không có tin được. Một là mày chạy, hai là mày chết. Chạy đâu? Trời ơi. Ôi, what the hell. Một phê rờ nhẹ nhàng tình cảm anh em, không có gì hơn cả ngồi cái rờ của mình. Mày gần nửa cây bạn phút bạn quất cái mình lộn, mình quất cái bạn chết luôn anh em. Wow. Mình chỉ mới có 16 linh hồn thôi mà. Wow.
cũng khá là ít đấy anh em, phút 10 và phút thứ 10 và 16 linh hồn thôi. Thường là phút này là mình ít nhất là cũng 20 linh hồn rồi. Đã đi kiếm chuối rồi anh em, chúng ta farm phít gì giờ này nữa. Nó kìa mấy cái chuối kìa, Cassidin hay là Neko hay là Gravit hay là Rie là một combo hết. Không, không có ngồi lệ Rie nè. Mày nè. Ok, nhẹ nhàng thôi anh em, thằng này luôn, mày muốn. Wow. Wow. Mình còn nửa cây đó anh em. Wow. Cách lưng có vẻ hơi bị mạnh đấy. Mạnh mày. Ok, không sao, mình 16 sát rồi. Hỗ trợ 6 lột. 16 sát chết 6 và hỗ trợ 3. Chứ mà nãy giờ mình toàn đi ăn mạng ngoài chứ support thì không có nhiều. Chỉ mới có 3 mạng hỗ trợ rồi. Mình quyết định là lên đồng hồ cát anh em, để mình khi mình bay vào mình giết một thằng á. Trong lúc đợi hồi skill qua còn cái đồng hồ cát nó nhây nhây. Còn win này mình, mày muốn làm chim trụ lông đúng không? Trời ơi. R kiếm súng. Chết. Wow, one combo là one mạng anh em. Quá đã. Mày có cái sau cho máy phép thôi anh em, tại vì mình chưa full đồ nữa. Chuối nè. Trời, bạn Gravit bạn chạy đường trí tuệ quá. Chạy qua đây là mình có mạng rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Nico đi lạc hả em? Rồi yeah. Có ra không? Có ra không? Ra hay không ra? Ra hay không ra? Nói một lời. Nó không ra luôn anh em. Nó bắt đầu ra kìa. Ê hello mày nó dính luôn kìa. Rồi xong. Một khi dính được thôi tạm biệt bạn luôn. Đi đâu đây? Gravit đi đâu đây? Xuống đây. Đấy. Ui. No. Why? Tại sao lại như vậy? Mình ăn được mạng đó nhưng mà mình không cảm thấy vui chút nào vậy anh em. Mất GM nó rồng rồi. Hello. Sao để nó cướp dễ dàng như vậy anh em? Oh shit. Rồng anh em. Biết bao nhiêu là phép đó, mình nghĩ là ăn con rồng nó là ít nhất mình lên được 800 phép anh em. Tại vì trong chế độ này nó tăng phép ảo lắm anh em. Mẹ nó. Chó cái sự đình. Chơi đó nè. Gặp đầu chơi bỏ tức đi anh em. Ôi thằng Win kìa anh em, thằng Win kìa. Chơi ôi hello muốn gì đây. Xong rồi thế này rồi. Ugo nó bỏ mình nó chạy luôn rồi anh em. Đồng đội với cái củ nuôi gì đó. Đồng đội với cái lòng bàn. Bạn cái quần anh em. Thấy mình đầu điên mà nó bỏ mình nó chạy luôn. Không có tin được luôn anh em. Có Ugo này cay đấy. Mình thấy hơi bị cay rồi đấy. Bỏ mình nó chạy luôn là thấy cực cay luôn. Là gì nữa ta. Ăn 20 mạng rồi anh em, khá là xanh rồi. Ok, 842 phép. Nãy vẫn tiếc con rồng anh em. Có con rồng chắc chắn là giờ mình lên 1000 phép rồi, mình kéo anh em luôn. Chỉ cần hai con rồng thôi, nhiều đồ thôi là anh em lên 1000 phép rồi. Không có nhiều. Mày sao? Ý Đâu rồi? Mày nè. One shot liền. Ôi chạy lẹ. Trời ơi, mình mà quy được là nó chết với mình luôn. Nó bị chói em không quy được. Cay. Tình nó bắt đầu Amberon rồi kìa. Tên mình đâu rồi? Tập hợp nào đó em? Là một pha combat hoành tráng thế nào? Rồi bắt lẻn rồi dây trước được ông ta. Ê nó này. Chuối nè. Ui. Một pha rồi chết tha luôn rồi dây nè. Lại đây mày. Mày nhai. Ủa tóc biến à. Ui chúng nữa kìa. Là một lần nữa ta gặp nhau rồi đi gì. Nay xưa bạn Gravit bạn chạy đâu đây, một pha bắn rồi hụt rồi rồi cái lồng vàng với anh em, một pha bắn rồi cái lồng vàng luôn. Giờ end game này hơi khó đây mà, end game này hơi khó vì tên bạn ra rồi là nước bụi chờ đợi đầu đi mà thời cơ thích hợp rồi là bay ra xúc nó rồi, nó có 900 phép rồi. Tại mình nó đang ủi lên rất là căng thẳng luôn. Xin ra rồi nè. Ra nè, ra không? Từ mình tỉnh, ra không nè, từ. Đợi. Chờ đợi là hạnh phúc anh em. Chờ đợi đi. Ta cứ chờ đợi đi. À, ở chuối nè, ở này ra được nè. Ui, nó bay nhảy kìa. Ra, đầu đi mình lỗi quá. Ui, chuối.
Ok. Mày nè. Ui chúng kia. Hóa ra mình quy chúng ăn thật. Ui chúng đó kìa. Wow. Anh em thấy không, một cái quy cái kim súng hết tết thôi là có một mạng kìa. Vãi thật. Ê, cái sạch đinh. Hello, bay đi đâu mày bay. Sao mà bay khóc thổi mình được anh em. Ok, quân đồ nha, 1090 vết nha. Bao nhiêu là ok, 1270 phép anh em, 1270 phép. Let's go baby. Như đây đang ăn con rồng anh em. Mình ra đây đơn. No. Ok, về dư nha. Và tạm biệt anh em. Gặp lại anh em lần sau nha. Bye bye.